Bác sĩ Lê Gia mến chào cô chú và anh chị ạ. Thì hôm nay cũng như mọi ngày ha, con làm clip giới thiệu đến với mọi người một số cây sứ Thái ghép. Con xin chia sẻ thêm là bên con có cung cấp luôn các mặt hàng phân thuốc để mình chăm sóc cho vườn kiểng nhà mình. Một combo mình 8 món 200 ngàn. Trong đó mình có hũ ra rễ nè, hũ nảy chờ ra lá, kích ra hoa, dưỡng hoa lâu tàn. Và một lọ thuốc là chuyên trị đen nụ hoa sứ. Với lại một gói trị nấm tháng thư lá và một gói trị nhện đỏ sâu và một túi phân hữu cơ. Cái túi phân hữu cơ đó là mình bón được cho 3 cây sứ trước màn hình như mình đang xem ha. Một túi đó mình bón được 3 cây. Cách sử dụng của nó thì mình để phân khô, mình rắc trực tiếp lên mặt tro rồi mình tưới nước, từ từ phân nó tan, cây mình sẽ ăn chất dinh dưỡng. Hoặc là mình có làm chất trồng mới á, để mình trồng cây thì mình trộn một ít phân nó vào đất trồng, trộn đều lên rồi mình trồng cây mình vào. Như thế thì khi cây mình nó ra rễ non, nó sẽ có nguồn phân hữu cơ, nó bén rễ, nó ăn liền ha, cây nó sẽ phát triển tốt. Và cô chú và anh chị cần xài số lượng phân hữu cơ nhiều thì liên hệ bên con mua dạng ký nữa ha. Con quay trở lại con bán cây sứ. Mình có cây số 1, ghép giống sĩ thư 1, hoa 3 lớp, màu trắng, cánh viền hồng, có hoa đang nở luôn. Cây mình 3 bo, cũ nhìn hơi lạ mắt xíu, giống như người đứng khoanh tay à. Rồi, giá 130 ngàn. Số 2, Vân Huế 7. Vân Huế 7 đang nở hoa rực rỡ luôn. Giống này nó cực kỳ xiên hoa luôn. Mình nhìn thấy vàng hoa và nụ của nó nè. Nở như vậy mà còn nụ nè. Cây Vân Huế 7 ghép 4 bo, giá 130 ngàn. Bốn bo ha, Vân Huế 7 130. Số 3, Phú Lộc. Cánh kép màu đỏ, có hoa nở luôn. Cô chú và anh chị nào yêu thích đỏ đậm thì chọn giống này ha. Đỏ đậm và cánh kép luôn. Cây của mình 6 bo, 120. Số 4, ghép giống Hera màu trắng cánh viền. Cây Hera này ghép 6 bo, 140 ngàn. Số 5, T1, dạng cánh kép màu đỏ, cánh viền tím, ghép 7 bo, 120. Số 6, giống này thì Tết xứ hạt ra ha. Tết xứ hạt nó ra nền hoa nó đẹp và hoa lâu tàn nên lấy ghép. Rồi, cái này là nền hoa 5 cánh nè ha. Hoa 5 cánh, nền màu vàng cam, chính giữa có cái chớm đỏ nè, họng vàng. Cây này ghép 2 giống. Và giống bên đây là Vân Huế 13, màu tím sọc. Cây mình ghép 5 bo 2 giống. Củ tầm bằng tay con xòe ra, 130 ngàn. Số 7, Xuân Ý. Xuân Ý ghép 6 bo, 140. Số 8, màu tím than dạng cánh kép, ghép 5 bo, 130. Số 9, Quyết Thắng, màu đỏ, dạng cánh kép luôn, ghép 6 bo cũ tầm bằng tay mình xòe ra. À, cây này ghép 2 giống luôn, Quyết Thắng màu đỏ, candy màu vàng. Rồi, hai màu luôn nha, đỏ vàng, 140 ngàn. Số 9, 6 bo. Số 7, số 8, số 9. Rồi, cây này con làm mà lộn. Rồi, cây Quyết Thắng Candy là 9A ha. Tới 9B là Minh Thi 12. 9B là Minh Thi 12 nè. Ghép 5 bo, 140. Cũ tầm bằng tay mình. Số 10, Hồng Loan. Có hoa đang nở luôn. Cái hoa này mặt hoa nó nở ra, con đặt thử 4 ngón tay con vô mò còn ha, còn lòi cái cánh hoa ra nè. Rồi, Hồng Loan mình ghép 4 bo, 130. 11, Quyết Thắng màu đỏ dạng cánh kép, hai giống nè. Quyết Thắng màu đỏ, màu tím than dạng cánh kép luôn. Cái này là đỏ và tím ha, cây này hai màu,
ghép 4 bo cụ tầm bằng tay mình xòe ra 140. 12 ghép hai giống nữa, ruby màu đỏ 5 cánh, red team dạng cánh kép màu vàng 4 bo 130. 13 hai giống vân hơi 7 hai lớp màu hồng, rồng đen 3 lớp màu đỏ cánh viền. Cây mình được ghép là 7 bo. Cũ này thì nó gọn thôi. 130. Số 14 phương lam 21 3 bo 130. 3 bo mà cũ này thì to tầm bằng tay mình. 15 lưỡng nghi 5 cánh có hoa nở luôn. Cây lưỡng nghi này là ghép 6 bo 130. 16 nguyệt cát hoa dạng cánh kép màu đỏ gân ha, cánh viền. Cây 4 bo 120. Nguyệt cát là có hương thơm. Số 17 là ghép hai giống phú lộc màu đỏ dạng cánh kép, vĩnh lộc 16 dạng cánh kép màu trắng, ghép 4 bo 130. 18 kiều diễm 3 lớp nè, hồng cánh viền trắng. Cây kiều diễm này ghép 7 bo 130. Số 19 ghép hai giống hồng ngọc màu hồng T1 màu đỏ cánh viền, ghép 8 bo 130, củ gọn. 20 vĩnh lộc 5 màu đỏ sọc, ghép 6 bo 140. 21 yến nhi 9 3 lớp màu tím sọc, ghép 8 bo 140. 22 vân huế 5, vân huế 5 là dạng cánh kép màu hồng sọc đỏ nha, ghép 5 bo 120. Nó có một cái tựa, cái tựa này con thấy nó ra bông nhiều quá, con để luôn không có xén, ra bông nhìn khủng luôn, ra một số hoa còn nụ nè, để luôn về hãy mình thích thì mình để nó. Con thấy cái tựa này hôm nay nó ra bông liên tiếp luôn, nhìn mê mắt. Rồi 23, 23 ghép hai giống phương lam vàng và xì ta 9 bo 150, cũ tầm bằng tay mình ha. 24 ngọc băng dạng cánh kép màu trắng 5 bo 140, cũ to tầm bằng tay luôn. 25 hiệp thành giống này thì có hương thơm, hiệp thành mình ghép 8 bo 140, cũ tầm bằng tay, cái tay cầm bút lông mực không. Rồi 26 ngọc khuê màu vàng chớm đỏ ghép 3 bo. Củ này là cực kỳ to luôn, vô chặt chậu luôn. Cái này mình mua cây này về mình nếu mà đi chậu là mình phải sang chậu qua luôn ha, hết đất ăn luôn á. Cái củ này nó muốn xé rách cái chậu này ra luôn rồi, quá là to. 130.000 cây ngọc khuê. 27 candy dạng cánh kép màu vàng cánh viền, cây 5 bo 130. Candy mới có nụ. Rồi 28, 28 là con có một lô 5 cây, 5 cây ha, 5 giống 450.000. Rồi mình có cây tím thang dạng cánh kép ghép 3 bo, toàn bộ cái này là vô chậu C9 hết ha. Màu tím thang nè, số 28 nè, lô 28 5 cây 450. Rồi tới kế là phúc tấn màu hồng, màu hồng có chấm trắng, phúc tấn 5 bo nè. Rồi kế nữa là phú lộc màu đỏ, sắp lơ rồi, con sắp đủ màu luôn cho mình. Phú lộc 6 bo. Rồi cây này ghép hai giống nè, vĩnh lộc 16 màu trắng, phú lộc màu đỏ 4 bo nè. Vĩnh lộc 16 về chiếc riêng hoặc là lấy bo ghép được luôn, tựa ra quá là dài luôn, ra cậu 2,5 gang đến 3 gang tay mình luôn, dài gục nè. Kế nữa là rất ti màu vàng. Rồi lô này 5 cây 450.000. Tới lô 29 cũng 5 cây 450 luôn, có rồng đen 3 lớp màu đỏ cánh viền. Hay, rồng đen
ghế là tím than. À, cây rồng đen 5 bo ha. Vô chậu xi chính luôn á, rồng đen 5 bo, tím than 5 bo. Lạc Long Quân. Cây lạc Long Quân 6 bo. Vĩnh Lộc 16 ghép Phú Lộc cây 3 bo. Hai màu. Kế nữa là cây này hai giống nữa nè, Vân Huế 5 màu hồng. Raphat màu hồng sọc. Cây hai giống này là nó 5 bo luôn. Rồi, lô này số 29, 450 luôn 5 cây. Cái số lô 30. 30 là mình có cây hết gơ hai lớp màu đỏ 4 bo nè. Hồng cánh kép 4 bo. Kế nữa là Vân Huế 13 màu tím sọc. 4 bo luôn. Và cây T1 3 bo. T1 là hoa dạng cánh kép màu đỏ cánh viền tím. Và cây này của lô số 30 nữa là Vĩnh Lộc 16 màu trắng, ghép 4 bo. Rồi, lô này thì mình cũng 450.000 luôn ha. Rồi, hôm nay con làm clip giới thiệu với cô chú và anh chị mình một số cây sứ Thái ghép. Và khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái chiếc xếp cho tụi con. Mình yêu thích kênh Hoa Sứ Lê Gia thì con bấm đăng ký, để mỗi tối khi con đăng clip lên bán thì nó sẽ báo cô chú và anh chị mình biết để tiện theo dõi. Rồi con xin cảm ơn rất là nhiều.